Mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Phương Cún. Và hôm nay thì em sẽ làm một cái video về cái chủ đề ăn uống của các bạn cún bút đồ nhé. Thì các bạn cún bút đồ nên ăn gì để khỏe mạnh và lớn đẹp nhé. Thì đầu tiên đó là khi mà các bạn cún mới về nhà mới thì mọi người nên tham khảo cái chế độ ăn của chủ cũ khi mà mới đón các bé cún về nhé. Bởi vì khi mà thay đổi môi trường ấy, thì các bé cún sẽ bị lạ môi trường, cũng như khi mà mình mới đến một môi trường mới mình cũng sẽ thấy khó chịu ấy, nên các bé cún cũng sẽ như thế. Thì nếu như các bé có thể ăn được cái chế độ ăn mà các bé vẫn thường hay quen ăn thì nó sẽ là cái điều tốt nhất cho các bạn cún, và giúp các bạn ý không bị rối loạn tiêu hóa khi mà mới chuyển đến môi trường mới mọi người nhé. Đó thì cái chế độ ăn tốt nhất cho các bạn cún ấy, thì mọi người thực ra thì cún bút đồ nó rất là dễ chăm dễ nuôi. Mọi người có thể cho các bạn ý ăn cơm hoặc ăn hạt đều được, cho gì nó cũng sẽ ăn. Nhưng nhà em nuôi trại thì không bao giờ có chuyện các bạn ấy kén ăn đâu, ăn như lợn ấy mọi người ạ. Đấy, thế nên là mọi người có thể cho các bé ăn cơm hoặc ăn hạt đều được. Tuy nhiên thì khi mà mới về nhà mới, mà đặc biệt là các bạn cún con hơn tầm 2 đến 3 tháng tuổi như thế này này, thì mọi người nên cho các bạn ấy ăn ít thôi, và đừng cho các bạn ấy ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều thì các bạn ấy sẽ không thể tiêu hóa được, nó sẽ gây ra rối loạn tiêu hóa nhé mọi người nhé. Đó. Khi mà các bạn quen, khi mà gửi các bé cún về thì như nhà em thường hay gửi tặng mọi người một gói cám mà em thường cho các bạn cún ăn, để thứ nhất là các bạn ấy có thể quen môi trường, quen thức ăn hơn, và thứ hai là mọi người cũng không bị bỡ ngỡ khi mà mới nuôi các bạn ấy. Thì sau khi mà ăn hết cái cám đấy thì em thường khuyên khách hàng của em là nếu mà anh chị mà muốn cho các bạn ăn cám nữa thì có thể mua thêm cám. Nuôi cám thì nó rất là đơn giản thôi, chỉ cần ngâm vào nước cho nó mềm, nó nở ra là cho các bạn ấy ăn được. Còn nếu không thì anh chị có thể cho mọi người cho nó ăn cơm. Ăn cơm thì nên tránh những cái đồ không cho ăn gan, phổi, nội tạng và các cái đồ nhiều đạm, nhiều mỡ, và không cho ăn xương nhé mọi người nhé. Đó, thì bởi vì là cún con nó rất là háu ăn, nó hay nuốt chửng luôn, nó không nhai đấy. Thế là nếu cho ăn xương thì các bạn ấy rất là dễ bị hóc. Một cái vấn đề nữa đó chính là mọi người đừng cho các bé ăn linh tinh nhé. Như em thấy thì có rất là nhiều người kiểu thương ấy, thì rất là quý các bạn cún, cái gì cũng sẽ cho ăn. Ví dụ như kiểu mình ăn cái gì cho ăn đấy, ví dụ như là xúc xích hoặc là sữa, rồi trứng vịt lộn, thậm chí những cái khô gà, những cái đồ ăn vặt của con người ấy. Đó, thì tất cả những cái đồ ăn đấy thì các bé cún đều không thể nào tiêu hóa được. Ngay như mình nhiều khi mình ăn mình còn thấy khó chịu nữa là các bạn cún. Thế nên là mọi người đừng thương các bé theo kiểu như thế nhé. Và thậm chí là có nhiều anh chị còn cho các bé cún ăn kiểu như là bánh kẹo rồi cả sô-cô-la. À, có một cái lưu ý rất là quan trọng là các bạn cún bút đồ không thể ăn được sô-cô-la mọi người nhé. Nếu cho các bé ăn các bé bút đồ ăn sô-cô-la, các bé có thể bị ngộ độc. Đó. Thì mọi người nên tránh những cái đồ linh tinh nó, và chỉ cho các bé cún ăn vào đúng bữa, ngày 2 bữa, sáng 1 bữa, tối 1 bữa, là ngày nào cũng sẽ như thế, thì hệ tiêu hóa các bạn ấy sẽ rất là ổn định và khỏe mạnh. Đó. Nếu mà mọi người có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về cách chăm sóc, cách cho ăn các bạn cún bút đồ ăn đúng chuẩn nhất ấy, thì mọi người có thể liên hệ với bên em hoặc để lại phần bình luận ở phía dưới bình luận nhé, để em làm video giải đáp cho mọi người nhé. Và mọi người hãy bấm like video, bấm theo dõi kênh để ủng hộ em nhé. Xin chào mọi người.